dùng cái là chiêng này, chiêng người ta thường dùng cái lễ hội là hội lễ cưới, lễ đám trâu. Nói chung chiêng đây là chiêng của người ta ấy, là chiêng đôi. Chiêng đôi ấy là đây là chiêng pơ, chứ gọi là chiêng đực. Còn pi ấy là gọi là chiêng cái. Thường dùng là hai đôi, một người thế hiền là một người vợ chồng đó, là pê là chồng, còn pi là vợ, còn pê là chiêng đực ấy, thường thường là phải đánh nó phải gõ trước rồi để lấy cái nhịp, để rồi trên cái đây là trên pi là để điểm, còn đây là trống, trống ấy cũng là một cái trống tài không bao giờ thiếu. Vì cái chiên được đánh ấy, là đây là cái nhịp mà muốn đánh nhiều cái thế loại, là ví dụ là cái chiên ấy thì nhiều cái kiểu đánh ấy, ví dụ là ba điệu, ba lần điệu là cái điệu chính ấy là đánh là lúc mà mình cái lễ hội, nhất là ăn trâu lễ hội đánh là khác, còn cái lễ cưới hay là cúng ông bà nó như là họ, ví dụ đây là đánh cái cúng ông bà mình đánh hơi chậm hơn một ít để cái nhịp của nó. Còn nói về cái đấu chiên ấy, lấy con lấy cái điều đấu chiên là đánh là hơi nhanh một chút, nó là cái thể hiện cái chiên là hai chiếc, hay là đây là trống lấy nhịp như chiên đà chiên gõ, ví dụ cái nhịp ví dụ là cái chiên đón khách ví dụ mình đánh đây là nhịp là nhịp một là nhịp chậm để cho nó theo chiêng. Đó là đánh khách, thì vui là mình tiếp khách, nó có cái nhịp, ví dụ nhịp thứ hai nữa là đánh ví dụ là năm nhịp. Nếu đây là phải cần có ba người để lấy nhịp rồi đối thoại với nhau rồi này dễ. Còn mình là một nghệ nhân, là trước là mình chỉ cái nhịp điệu để có phong cách người ta đi. Mà là phải cần hai người cái nhịp của nó. Cần đấu chiêng rất nhanh, cần kia nhịp kia nó cũng có nhịp tám. Nói riêng mình để cái hội mình cái lễ mà là hiến trâu ấy, nhiều cái loại chiên để hội chơi cái đeo lên rất là mạnh, nhịp bảy nhịp tám là cũng có, nhịp ba cũng có. Nói chung thì nó về người cao ấy thì nhiều cái loại cái điều làm chiên, nói chung mình không có nể đã hết, mà điều chính ấy là ba điều chính để mình lấy để cái hội mình làm. Ông bà là thuộc quán, con chơi nhịp cũng rất là nhiều. Nói chung thì đó là nó về cả về cái là chiêng, còn về cái đấu chiêng ấy nó có đúc cao lên là về cái